Xin kính chào cô chú chị các bạn trở lại kênh. Rất vui được chào mừng cô chú chị và các bạn đến với clip hôm nay, chia sẻ cùng cô chú chị các bạn giảo lá gai luôn cho cô chú chị các bạn. Điểm quen thuộc là chợ tầm đường sông Tầm Du nha cô chú, gần chợ nổi cái răng nè cô chú ha. Chợ nổi cái răng. Đây là sông Tầm Du nha cô chú. Điểm bán mai của anh Tuấn ở Tầm Du ha cô chú ha. Cũng xin chân thành cảm ơn cô chú chị các bạn thời gian qua đã ủng hộ mai của anh Tuấn. Hôm nay cũng tiếp tục chia sẻ cùng cô chú chị các bạn, mong cô chú chị các bạn tiếp tục yêu thương ủng hộ tiếp ha. Đó này là cặp mấy sông Tầm Du ha cô chú, bây giờ mình vô clip luôn nha cô chú ơi. Em chào anh Tuấn ơi. Dạ, em chào anh. Dạ, em xin chào cô bác, anh chị đàn trai. Rồi cảm ơn quá đã ủng hộ em những clip vừa qua. Nam có về 21 cây mai giảo lá gai thành phẩm thần chậu. Rồi số điện thoại là 090 399 544, anh tên Tấn. Dạ. Rồi vô chi tiết cái rồi vô nha. Luôn cây số 1 nha cô chú ơi. Giảo lá gai nha cô chú. Hàng thần chậu hết ha. Cây này dáng hơi siêu. Cây số 1 dáng hơi siêu nha cô chú. Cái này là em bao ship 300 km là em tặng chậu nha, em chở trực tiếp bây giờ xe tải nha. Còn xe thì em bó bộ em gửi về theo. Rồi tặng chậu cho cô chú anh chị các bạn trong vòng 300 km nha cô chú. Còn xa hơn thì rút chậu nha cô chú, chứ chậu này ship xa nó hơi khó. Đây chở chậu người theo nó cũng đâu có nhận đâu. Cái hoành 24 chiều cao 1 tấn mét cử anh. Dạ. Bán ngàn mét cử luôn. Cây số 1. Cái này em giao lưu với giá là 2.900.000. 2.900.000 cây số 1 nha cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc luôn ha. Ship dạ. Chậu thì 300 km. Cây xanh tốt, hàng thuần chậu nha cô chú. Giở lá gai. Bông là từ 9 đến 12 cánh phải không anh? 9 đến 12 cánh. Rồi tiếp tục cây giảo lá gai số 2. Cái nào cũng kính tàn, cái này tới Tết là chắc kính tàn dữ lắm anh Tấn. Dạ, cái này là nó mới ra có 3 theo đợt đó, nó còn ra nữa đó. Cái hoành 16 chiều cao tính mét rưỡi anh, hơn mét rưỡi á, bán ngang là 1 mét rưỡi luôn anh. Cây số 2 này giao lưu với giá là 2.700.000 anh. Rồi cây số 2 là 2.700.000 nha cô chú anh chị, bao ship toàn quốc luôn, ship chậu thì 300 km nha cô chú, bao ship chậu 300 km. Hôm rồi có cô chú anh chị các bạn hỏi ship chậu cũng nhiều đó ha. Thì nay mình trả lời luôn nha cô chú, bao ship 300 km chậu nha. Ship xa hơn thì rút chậu nha cô chú. Ship xa hơn cũng bao ship mà rút chậu anh ha. Dạ. Cái này một cốt nha cô chú. Dạ, một cốt giót luôn, giót đọt. Cái hoành 18 chiều cao hơn mét rưỡi, mình tới mét rưỡi đó anh, tán ngang là 1 mét rưỡi luôn. Cây số 3, cái này giao lưu với giá là 2.600.000 anh. Rồi cây số 3 2.600.000 giao lưu cùng cô chú anh chị luôn nha, bao ship 300 km ship chậu nha cô chú. Cây số 4. Giở lá gai luôn cô chú ơi, cây nào cũng thuần chậu xanh tốt hết nha cô chú.
Toàn này dưỡng tới Tết là ok luôn. Cái này toàn thông cô chú. Mấy cái này có đá. Cho anh đây có hoành. Cái hoành 18. Chiều cao cả 1m7 mà tính mét cử đó anh. Cái này có cái bông mới rụng nè cô chú ơi. Nó ngang 1m4. Số 4. Quên, cho em thấy cái mặt bông này nè. Cái bông gió đó. Bông này bông gió nè nha cô chú, mà nó cũng rất là đẹp nha cô chú. Bông này không phải bông ngay mùa Tết cho cô chú. Đó, hôm bữa cô chú hỏi làm sao biết mặt bông lá gai thì hôm nay mình thấy ha, thấy nhìn thấy cánh nhiều đi nha cô chú. Cái còn bông đó là chưa đủ chuẩn phải không anh Tấn? Cây số 4, cây này mình giao lưu với giá là 2,7 triệu anh. 2,7 triệu cây số 4. Cái bông này thì nó lên là khoảng một tuần lễ là không xin nhê nó. Tuần lễ là vẫn còn giữ phải không? Đã ha. Đấy. Rồi cây số 5 cô chú ơi. Sao? Cây số 5 cô chú ơi. Cây này kính tàn hết rồi cô chú. Hoành 19. Hoành 19. Chiều cao 1m5. Chiều cao 1m5. Lá ngang 1m5. Cây mã số 5 này giao lưu với giá là 2,8 triệu anh. Rồi, 2,8 triệu, cây số 5 bao ship luôn nha cô chú ơi. Cho em số điện thoại luôn anh Tấn ơi. Số là 090 399 5444. Số lấy số Zalo em luôn anh. Dạ. Rồi cây số 6 của chú ơi. Cây giảo lá gai số 6 nha cô chú. Rồi, đo con số rồi. Cái hoành 21. Hoành 21. Chiều cao tính 1m5 anh. Chiều cao 1m5 nha cô chú. Tán ngang 1m5. Tán ngang 1m5. Cây số 6 này giao lưu với giá là 2,7 triệu anh. 2,7 triệu. Cây số 6 luôn cô chú ơi. Giả lá gai. Bông 9 đến 12 cánh. Bông này đẹp cho cô chú, giả lá gai bông đẹp cô chú ơi. Đây. Cây giảo lá gai số 7 của chú ơi. Này toàn tròn nha cô chú. Một cốt luôn cô chú ơi. Cái này thành phẩm là mình mua về mình xài luôn nha, chứ không cần xử lý lá con gì hết. Tại nó thành phẩm rồi. Toàn kính mít nha cô chú. Cây số 8 ha. Số 7. Số 7. Cây này số 7 nha cô chú. Một cốt cao nha cô chú. Cái hoành 18. Hoành 18. Chiều cao 1m5. Phá ngang cũng 1m5 luôn anh. Cây số 7 giao lưu với giá là 2,7 triệu. 2,7 triệu, cây số 7 nha cô chú ơi. Bao ship toàn quốc luôn. 300 km thì ship chậu luôn nha cô chú. Tiếp tục cây giảo lá gai số 8. Cây này có dán siêu.
số 8 dán siêu nha cô chú, toàn thông nha cô chú. Cái hoành 17. Chiều cao tính mét rưỡi. Cái tán ngang 1m3. Cây số 8. Cái này vô lưu với giá 2,4 triệu đó. 2,4 triệu. Cây vỏ lá gai số 8. Bảo ship toàn quốc luôn nha cô chú. Rồi tiếp tục cây vỏ lá gai số 9 cô chú ơi. Cây này toàn thông nha cô chú. Chi cành đều luôn. Cái hoành 23. Hoành 23. Chiều cao hơn mét rưỡi, tính mét rưỡi anh. Rồi. Chiều cao mét rưỡi luôn, tán ngang mét rưỡi luôn. Tán ngang 1m5 luôn nha cô chú. Mã số 9. Cái này có giá là 2,8 triệu anh. 2,8 triệu, cây số 9 nha cô chú. Rồi cây vỏ lá gai số 10. Cây vỏ lá gai số 10 toàn thông của chú ơi. Cái hoành 22. Hoành 22. Chiều cao này 1m7 mình tính mét rưỡi đó anh. Dạ. Tán ngang 1m25. Cây số 10. Cái này vô lưu với giá là 2,6 triệu anh. 2,6 triệu, cây số 10. Bao ship luôn nha cô chú. Cái này là bao ship hết. Chỉ có ship chậu là 300 km thôi nha cô chú. Cây số 11 cô chú ơi. Cái này dán siêu quá anh. Dán siêu toàn tròn đều luôn nha cô chú. Cái hoành 24. Chiều cao 1m5. Tán ngang 1m5. Cây số 10 này giao lưu với giá là 11. Cây 11. Cây số 11 giao lưu với giá là 2,5 triệu anh. 2,5 triệu cây số 11 luôn cô chú ơi. Vỏ lá gai số 11 2,5 triệu. Bao ship toàn quốc. Bao ship chậu 300 km. Cây số 12. Không để ai dưới thôi tụi người. Thôi bây giờ cứ rảnh nè. Nhìn hai cây này lên đó. Cây số 12 nha cô chú. Hoành 18. Hoành 18 nha cô chú. Chiều cao 1m5. Chiều cao 1m5. Tán ngang cũng 1m5 luôn anh. Rồi tán ngang 1m5. Cây số 12 này giao lưu với giá là 2,6 triệu anh.
2,6 triệu cây giảo lá gai số 12 nha cô chú. Rồi cây số 13. Cây giảo lá gai số 13 nha cô chú ơi. Cái này cốt bự nha cô chú. Một cốt mà cây bự luôn. Nó có đế chưa? Cái hoành 24. Hoành 24 nha cô chú. Cao 1,5 m. Cao 1,5 m. Bán ngang con 1,5 m luôn. Bán ngang 1,5 m luôn nha cô chú. Cây số 13. Cây số 13 giao lưu với giá là 2,9 triệu anh. 2,9 triệu cây số 13. Bao ship toàn quốc cho cô chú luôn. Cây nào cũng thuần chậu hết nha cô chú. Hàng thuần chậu. Bao ship. Rồi cây số 14, giảo lá gai số 14 của chú ơi. Giảo lá gai số 14 nha cô chú. Hoành 21. Hoành 21. Chiều cao 1,5 m đi anh. Bán ngang 1,3 m. Bán ngang 1,3 m nha cô chú. Cây số 14. Cây số 14 cây nào vô luôn với giá là 2,5 triệu anh. 2,5 triệu cây số 14. Bao ship toàn quốc nha cô chú. Cô chú mà ở nơi nào muốn ship thì ship luôn. Ship hết. Ship chậu 300 km bao ship nha cô chú. Cây số 15. Cái này toàn thông lớn nha cô chú. Cao luôn. Điều hết luôn rồi cô chú ơi. Toàn thông. Cây số 16, 15. Toàn thông nha cô chú. Hoành 23. Hoành 23. Chiều cao 1,7 m. Bán ngang 1,4 m. Cây số 15 này giao lưu với giá 3 triệu anh. Rồi cây số 15 có giá 3 triệu. Bao ship toàn quốc cho cô chú luôn nha cô chú ơi. Dính chưa? Dính xuống đi. Dính xuống. Tiếp theo cây số 16 nha cô chú. Rồi cây số 16. Cây giảo lá gai số 16 nha cô chú. Toàn bộ là bao ship toàn quốc. Bao ship 300 km ship chậu nha cô chú. Kính mít hết luôn nha cô chú, cây số 16 tàn kính luôn. Rồi. Cái hoành 21. Hoành 21. Chiều cao 1,7 m mà tính 1,5 m nữa anh. Chiều cao là 1,5 m. Bán ngang 1,5 m luôn. Cái số 16 này giao lưu với giá 3 triệu anh. 3 triệu cây giảo lá gai số 16 luôn nha cô chú.
cho em số điện thoại cái nữa anh ơi. Điện thoại là 090 399 444, số Zalo em luôn anh. Dạ. Tiếp theo cái số 17 của chú ơi. Không thấy đường. Cây dở lá gai số 17 nha cô chú. Có dàn đế đẹp nha cô chú. Cái hoành 19. Hoành 19. Chiều cao mét gỡ. 8000m3. Mã số 17. Cái này giao lưu với giá 2,5 triệu anh. 2,5 triệu cái số 17 nha cô chú ơi. Vỏ lá ga số 17 2,5 triệu. Cây tiếp theo là cây số 18. Vỏ lá gai số 18 nha cô chú. Cái này tàn lùng tròn đều nha cô chú. Cây số 18. Hoành 17. Chiều cao mét gỡ. 8135. Cây số 18. Cây số 18, cây này giao lưu với giá 2,500,000 anh. 2,5 triệu cây số 18 luôn cô chú ơi. Tiếp theo cây số 19. Rồi, giỏ lá gai số 19 nha cô chú. Cái này có đế nha cô chú. Hai cái này nữa. Nở hậu mà có đế luôn. Cái hoành 21. Hoành 21 cho cô chú. Chiều cao mét gỡ. 8000m gỡ. Cây mã số 19. Cây 19 này giao lưu với giá là 2,6 triệu anh. 2,6 triệu. Cây số 19 luôn nha cô chú ơi. Rồi. Tiếp theo cây số 20. Cây 20 dán siêu phải không anh? Dạ. Dán siêu. Có cái bông nở cũng lâu rồi nha cô chú, mà nó còn bự nè, cho cô chú xem cái nha cô chú. Lá cây này lá bự luôn cô chú ơi, cây này dán siêu, để em cho em xem cái bông nha. Bông này nở cũng lâu rồi nha cô chú. Đây cô chú hôm bữa làm sao mà biết được nó là vỏ lá gai nha cô chú. Còn đây còn cái nụ nữa nha cô chú. Nếu mãi về mình sẽ còn bông còn nụ luôn. Ê! Không sao, không sao. Cây đó dán siêu cho nên nó quặn bên. Cây số 20 nha cô chú ơi. Cái này là bông bự hay bông nó chắc cỡ 4 phần hả anh hả? Dạ, bông bự. Cái hoành 18. Hoành 18 nha cô chú. Cây này dán siêu. Chiều cao mét gỡ. 8000m 25. Nụ nè còn cô chú ơi. Rồi, cây số 20. Cây này giá 2,6 triệu anh. 2,6 triệu cây số 20 nha cô chú.
Rồi cây số 21 là cũng là cây cuối cùng luôn. Cây cuối cùng clip luôn nha cô chú ơi. Cây số 21. Toàn bộ lô là bao ship chậu 300 km, ship toàn quốc thì bao ship hết cuốc chậu nha cô chú. Xa thì sơn 300 cuốc chậu. Cái hoành 17. Hoành 17. Chiều cao 1,5 m. Bán ngang 1,4 m. Cây số 21, cây này có giá 2,5 triệu anh. 2,5 triệu cây số 21 cho cô chú. Báo xếp toàn quốc cho cô chú luôn. Rồi, hết rồi đó. Dạ. Rồi, xin chào bà con. Rồi, cảm ơn bà con ủng hộ em mấy clip vừa qua. Rồi, em xin chào. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị các bạn vừa qua đã ủng hộ các clip trước của anh Tuấn. Ông nào ông điện á, ông kêu dạ. À, xin kết thúc clip luôn cô chú ơi. Hả? Dương á. Con đi, con đi. Ờ, ông nói gì đó. Cảm ơn mấy cái.